hai à, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò. Mình đi tào lao chào với đào Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tây Linh và Đại Lâm Chuyện Bên Đây. Hiện tại Đại Lâm đang có mặt tại bãi tắm Mũi Nai của Hà Tiên. Thật sự hiện tại bây giờ thì Mũi Nai của khu du lịch Hà Tiên đang rất phát triển mạnh mẽ các bạn ơi. Đây là bãi tắm của Hồng Phát nha. Đây là khu bãi tắm của Hồng Phát. Còn đây là những anh em đội bóng Đạt Đường FC sau khi thi đấu hai trận ngày hôm nay và đã thành công nhất bảng D. Rất vui và rất vui. Đây, đây là toàn bộ xung quanh khu vực Mũi Nai của Hồng Phát. Còn đây thì bây giờ để làm ta thấy là có thiện cá chốt. Các bạn hãy chờ xem idol thiện cá chốt như thế nào nha. Đây, chuẩn bị bay nha các bạn. Một, hai em Đi Ba La và thiện cá chốt chuẩn bị bay. Đây là tất cả anh em của FC Đạt Đường. Khu trò chơi chuẩn bị bay. Bên kia là Quý Kê Tê và Kim Long Sư Tử. Còn Edwin Phai Lan. Các bạn nào xem bóng đá bảy thì biết thầy cái chung. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Có thể nói quá tuyệt vời. Thiện Cá Chốt và Đi Ba La đang trên không trung, đang về trời. Hiện tại bây giờ là 18:15, hoàng hôn các bạn, có thể nói là hoàng hôn. Cái này không phải nói nghe hót hót hết các bạn ơi, hót hót tất cả, không thể đùa được. Đây các bạn ơi, ok, quá tuyệt vời các bạn ơi. Đây là trò chơi bay lượn. Bay lượn các bạn ơi. Thôi em không chơi đâu, em chơi bông này là dù nó bông không nổi luôn. Đây là Edwin, Edwin đem lên phê lan. Đây là bà lưu tới lên. Trời ơi, nó bay đâu rồi, nó bay Thái Lan luôn rồi. Trời ơi, chính khuất sau ngọn cây rồi các bạn ơi. Cá chốt và Li Ba La. Đây là Phan Kim Long của Cần Thơ, trước đây cũng là từng là của Đồng Tháp và Gạch luôn nha các bạn. Gạch Đồng Tháp và Đồng Tháp luôn nha. Phan Kim Long. Còn đây là Kê, quản lý của F Đường Đạt Đường FC. Còn đây là con của ông bầu nha, cầu thủ này rất tương lai, sẽ giống như là Jamal William. Đây, rất tương lai sẽ là Jamal và William của Tây Ban Nha nha. Cậu ấy rất đam mê về bóng đá nha các bạn. Ba của cậu ấy là chủ tịch câu lạc bộ Đạt Đường FC Hà Tiên nha. Ở Hà Tiên có hai câu lạc bộ thì rất nổi tiếng là X7 là Đạt Đường FC và Kim Nguyên Bảo. Còn đây là tài năng nhí Giang Deco, rất tương lai. Đây, okay. Còn đây là Khang. Các bạn nào có đến Hà Tiên thì ghé Ốc Sơn. Ốc Sơn nha, các bạn ghé Ốc Sơn nha. Còn đây là các em trẻ của khu bảo vệ Mũi Nai. Đâu, về chưa? Về rồi các bạn ơi. Quá mừng rồi. Cá chốt và Đi Ba La về rồi, có hai cái trứng còn không? Đây các bạn. Đây là trò chơi có thể nói là rất mạnh mẽ nha. Bay lượn đây.
Theo thông tin nhận được là 70 mét nha các bạn, độ cao bay 70 mét nha. Đấy, chưa tạo được mấy ơi. Có thể nói tài xế rất điêu luyện các bạn à. Đây giống như là thả dù từ từ các bạn à, trên dù là cá chốt idol, cá chốt TikTok và Dybala đây. Quá tuyệt vời, bay lượn quá tuyệt vời các bạn. Đấy, động tác đấy, ok. Đây là phải chuyên nghiệp các bạn, chuyên nghiệp các bạn, không thể đùa được nha các bạn. Còn đây là Đạt, thủ môn của dự bị của Đạt Đường FC, cũng là quê Phú Hoàng nha. Quá vui. À, cảm giác của cá chốt như thế nào? 10 điểm không có nhân. Đây là idol cá chốt bay một không trung, tưởng đâu mất tích rồi. Đấy luôn hả? Trời ơi, bay một cái nước ra luôn rồi các bạn ơi. Đây là Dybala rạch da. Đây, idol thì cái chốt chụp hình. Chương trình chụp hình. Mũi Nai của Hà Tiên hiện tại bây giờ có thể nói là khu du lịch rất nổi tiếng từ trước tới giờ các bạn. Đây là rất điêu luyện. Chàng bảo vệ mũi này rất điêu luyện. Còn đây là khoai lang Quỳnh khoai lang. Đây các bạn không, công cụ bay là như thế nha các bạn. Không thể đùa và đơn giản đâu được các bạn ơi. Phải có chuyên môn và chuyên nghiệp tập luyện mới được nha. Đây là giống như là cây dù nè, nhảy dù vậy, giống y như là nhảy dù thôi. Đây chuẩn bị là Quý Canh Tây và Khang Trẻ của Cần Thơ. Đây bay một cái nữa nha các bạn, xem bay một cái nữa nha. Hiện tại bây giờ đang khâu chuẩn bị cho Quý Canh Tây và Khang về chơi. Đây khu chuẩn bị. Đây bung dù ra, công tác chuẩn bị đàng hoàng nha. Đây dây nhợ đây, trò chơi có thể nói là rất mạnh mẽ nha. Trò chơi đây, gài dây rồi đàng hoàng. Em ơi, vợ ơi, con ơi. Nói gì lần cuối đi. Tụi bay à. Quý Canh Tây sẽ bay về trời. Đây các bạn hãy chờ xem nha. Đây chuẩn bị khâu chuẩn bị. Ok. Đây là cũng là một fan hâm mộ về bóng chuyền, bóng đá lung tung nha các bạn. Rất hâm mộ. Bay tiếp tục bay thôi. Lại tiếp tục bay nữa rồi. Còn ai bay nữa không anh? Có đâu, chắc bay thằng hay thằng. Đây các bạn thấy không? Hiện tại bây giờ là 18:30 chiều tối rồi nha. Các bạn thấy như thế nào? Y như là nhảy dù thôi, đặc công nhảy dù thôi các bạn à. Còn đây là bà xã và hai đứa con của Quý Canh Tây. À, Quý Canh Tây nói bà xã và hai đứa con ở lại đi. Ba đi luôn. Đây hai đứa con của Quý Canh Tây đang bay và bà xã. Đây hai đứa con của Quý Canh Tây rất dễ thương. Trời ơi quá dễ thương. Rồi. Ba con bay luôn rồi. Đây bay một vòng qua sau rặng cây bên kia bạn. Đây.
Một vòng mình sẽ đảo lại nha. Rồi. Đây. Quận Bình Tân. À, quý canh tê đã trở lại rồi. Hai đứa con gái ơi, ba đã trở lại rồi con ơi. Hai đứa con gái ơi, ba trở lại rồi kìa, ba kìa, ba về kìa. Đây, ba về rồi. Ok. Thì đây là quý canh tê và Khang đang lơ lửng trên không các bạn à. Đây là trò chơi cảm giác mạnh nha. Nhảy dù của mũi này. Các bạn nhìn thấy không? Đã không các bạn? Về rồi, ba về rồi con gái ơi. Đây khâu chuẩn bị. Lụm dầu, bung dầu. Đây, kỹ thuật đàng hoàng nha các bạn. Không thôi dù úp lên một cái là nghẹt thở nha các bạn, không thể đùa nha. Còn đây là nhóm chuẩn bị lên thuyền. Rồi chuẩn bị lên thuyền. Thì tay bây giờ là tài công là Đạt và Nhí Đi Ba La. Còn đây là nhóm em ra khơi. Quá vui. Sao chạy không nổi vậy? Lên ga thôi, ra khơi. Hoàng hôn rất đẹp nha các bạn. Buổi chiều hoàng hôn rất đẹp của mũi này. Rồi một lần nữa Lâm xin chúc cho tất cả mọi người luôn sức khỏe bình an, xem video vui vẻ nha. Đây là khu du lịch mũi này. Khu du lịch mũi này rất tuyệt vời của Hà Tiên.